Chào mừng các bạn đến với kênh Kiến Thức, kênh chia sẻ kiến thức đồ họa và những tin tức mới nhất. Các bạn đừng quên nhấn like cộng đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất nhé. Sau đây chúng tôi xin chia sẻ tin tức mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay như sau. Hà Nội tạm cấm shipper, ưu tiên 3 nhóm đi lại trong thời gian giãn cách. Hà Nội tạm thời cấm đội ngũ nhân viên giao hàng shipper bởi chưa kiểm soát được lực lượng này và xác định 3 đối tượng ưu tiên đi lại trong thời gian giãn cách. Sáng 24 tháng 7, thông tin tại hội nghị về các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Vũ Văn Viện cho biết, để ưu tiên phòng dịch, đảm bảo an toàn cho nhân dân, tạm thời cấm đội ngũ nhân viên giao hàng shipper bởi chưa kiểm soát được lực lượng này. Ngay sau đây, Sở Giao thông Vận tải sẽ có văn bản chính thức và gửi đến các đơn vị công nghệ kết nối loại hình dịch vụ này để triển khai nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của thành phố. Ông Vũ Văn Viện cũng cho biết, Sở Giao thông Vận tải đang thực hiện tổ chức lại giao thông vận tải trên địa bàn. Theo tinh thần chỉ thị 16 có 3 đối tượng ưu tiên đi lại trong thời gian giãn cách. Nhóm thứ nhất là xe chở hàng hóa đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa trên luồng xanh quốc gia có lộ trình đi qua thành phố Hà Nội. Theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, các tuyến xe sẽ chạy theo đường vành đai 3 và phân đi các tỉnh, không chạy vào bên trong trung tâm. Tiếp theo là xe chở hàng hóa thiết yếu cho thành phố Hà Nội của các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ và phục vụ các công trình xây dựng được phép hoạt động theo chỉ thị 17 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Đối tượng ưu tiên cuối cùng là xe chở người và các phương tiện phục vụ, hoạt động công vụ cho các cơ quan, đơn vị, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các công trình xây dựng được phép hoạt động theo chỉ thị 17 và các loại phương tiện vận chuyển khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để phục vụ các đối tượng ưu tiên lưu thông, chủ các phương tiện thực hiện cấp giấy phép, luồng xanh, quốc gia trên cổng dịch vụ công của Tổng cục Đường bộ, việc cấp không quá 4 phút và sau khi nhận được đầy đủ thông tin, Sở Giao thông Vận tải sẽ cấp ngay trong thời gian không quá 1 phút, hoàn toàn thực hiện trên mạng Internet. Sau khi hoàn thành thủ tục in giấy và dán trên xe, ngoài luồng xanh thì đối với hàng hóa mau hỏng cần phải vận chuyển nhanh thì có thêm phù hiệu, hàng hóa mau hỏng, đảm bảo nhanh gọn lưu thông. Hiện nay thành phố đang tổ chức 22 chốt kiểm dịch, thực hiện chỉ thị 17 thì Sở Giao thông Vận tải đang phối hợp với Công an thành phố dự kiến bố trí thêm 30 chốt của thành phố và 26 chốt quận huyện để đảm bảo kiểm soát hoạt động hàng ngày theo đúng quy định. Để giải quyết tình trạng ùn tắc ở một số chốt, Sở đang phối hợp để tổ chức chốt thành nhiều lớp. Ví dụ ở chốt Pháp Vân Cầu Rẽ chỉ có một lớp thì tới đây đề xuất tổ chức thành 3 lớp, một là trước trạm thu phí để cho những đối tượng phải quay đầu phải quay ngay. Đối với những đối tượng chở hàng hóa được phép đi qua thì tổ chức kiểm tra ở trạm thứ 2, bên trong trạm thu phí. Với xe vận tải lớn như container thì kiểm tra ở chốt thứ 3 để tránh tối đa ùn tắc. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Vũ Văn Viện khẳng định, trên tinh thần kiểm soát 100% các xe vào thành phố Hà Nội để thực hiện nghiêm các công điện, chỉ thị, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố nhưng tối ưu các phương án để giảm ùn tắc. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn có một ngày thật may mắn, sức khỏe nhé!